Rồi, xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay có một cái siêu phẩm thùng xăng cực kỳ đẹp của Dream Thái luôn em ơi. Thì cái thùng xăng này nếu mà anh em nhìn thấy ở ngoài thì thật sự là chảy nước miếng luôn em. Bởi vì nó quá đẹp. Thật sự quá đẹp luôn. Mình không có định hay không có nói quá đây đâu anh em, nhưng mà nó đẹp lắm. Đây. Đây là những gì anh em đang thấy ha. Rất là đỉnh luôn. Cái thùng xăng này thì nó sẽ có cái đát là để coi bao nhiêu. 2000 đây nè. Thùng xăng này đát sẽ là 2000 nha. Đát của nó là 00. Có nghĩa là 2000. Đấy, chứ 00 không. Là đát năm 2000 nha anh em nha. Rất là mới. Nắp xăng cực kỳ mới rồi, nó còn chống sơn luôn. Rất là mới luôn anh em. Đẹp lắm. Đó. À, những anh em nào mà chúng ta kiếm bữa giờ những cái thùng xăng khủng như thế này thì hôm nay là đã có rồi nha. Sự luôn, cái này quá đẹp nha anh em nha. Thấy ghê không? Kinh khủng không? À, cái này là đúng là những cái người mà tìm kiếm thì người ta mới thấy được cái sự hiếm của cái thùng này. Còn những người mà chúng ta không chơi thì anh em nghĩ ủa wow, nó đẹp thôi chứ anh em cũng không biết là nó quý như thế nào. Nếu mà tính cái đầu thùng này là đời 2000 thì bây giờ là cái thùng này đã có tuổi thọ là 24 năm rồi anh em. À, có tuổi thọ là 24 năm rồi. Thì cái thùng này có thể nói là già hơn một số người luôn. Đó. Các anh em thanh niên bây giờ là không già với thùng xăng này đâu. Thùng xăng này là 24 tuổi rồi anh em. Nhìn thấy không? 24 tuổi mà nó còn đẹp như ngọc trinh luôn. Rất là mới ha. Đây, S này. Pha xăng. Phe với lại báo xăng là zin hết nha anh em nha. Thùng cực đẹp. Hai cái chấm bấm điện nhìn mê luôn. Nè thấy không? Không có một cái nốt trời luôn. Rất là dữ dội anh em ha. Thì xin phép báo giá là cái thùng này giá là 1.400.000 nha anh em nha. Anh em nào chúng ta chơi thì anh em có thể quan tâm liên hệ. Bởi vì nói làm sao, cái thùng này nói đi nói lại cũng không phải là dễ mà kiếm được anh em nha. Những cái xe ít nhất phải tầm 80 triệu đổ lên mới có được những cái thùng như này. Còn đạt rã những chiếc xe 40-50 triệu là bình thường, thường xuyên luôn. Nhưng mà không có cái thùng nào được như cái thùng này anh em. Rất là mới dùng cái thùng này khủng khiếp đâu anh em. Để nói về độ VIP thì không thể nào chê được nha. Đẹp thế này à, nó bóng kinh khủng luôn, rất là đẹp. Thì anh em nào có nhu cầu, anh em cảm thấy ưng, anh em đặt giá, anh em mà tìm kiếm nó lâu rồi thì không thể nào bỏ qua được cái thùng xăng này nha. Đó, hàng VIP giá cao nhưng mà ai mà chơi anh em biết, giống như gấp Dream Thái vậy đó, ai mà chơi là biết cái đồ hiếm của nó. Giống như cái thùng xăng cũng vậy, ai mà chơi là biết ừ không phải thùng xăng mà Dream Thái được đẹp như này khó lắm anh em. Thường thì những cái thùng như này là trường chủ xe họ dán keo anh em thì mới may ra nó không có bị chảy được, chứ còn đa số là chảy hết. Phần thùng này không biết có dán keo không, mình không biết, nhưng mà sơn nó không có bung luôn. Sơn nó không có bung luôn nha anh em nha. Ghê lắm, khủng khiếp luôn anh em. Đó, thì anh em nào chúng ta ưng thì anh em có thể quan tâm nha anh em nha. Rất là đẹp. Anh em thấy không? Ở trong clip nó đã đẹp rồi nhưng ở ngoài nó còn đẹp hơn vậy đó anh em. Ở ngoài nhìn đã lắm. Ngoài đó anh em nhìn là anh em mê ngay luôn ha. Đó, thì anh em nào cần thì liên hệ với Đạt. Đát điếc của nó đầy đủ hết em. Các cạnh viền của nó bóng loáng, không có một nốt chảy nha. Không có bị bung keo bung sơn hết nha em nha. Rất là đẹp. Ok, thì anh em nào có nhu cầu liên hệ với Đạt. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha.